phi tinh quyển đó phải không? Được rồi, ăn đi nào, còn không ăn đồ ăn nguội hết rồi. Sô-cô-la, 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 dám cướp đồ ăn của tao à? Đừng chạy. Sô-cô-la, mày ngồi xuống cho tao. Đừng chạy. Mày tưởng rằng là lên đó thì tao không bắt được mày sao? Sô-cô-la, đừng chạy. Sô-cô-la, mày là tên mập ham ăn lười làm. Thất tử, đáng ghét, tao bực rồi đó. Đừng để tao bắt được mày. Sô-cô-la, tao sẽ đánh mày một trận, cho mày thành bánh quy kẹp nhân sô-cô-la luôn. Mày đứng lại, tên nhóc nhà ngươi. Lần này mày hết đường chạy rồi nha. Sô-cô-la, mày không sao chứ? Xem bố đây. Sô-cô-la ngoan, muốn ăn hả? Sô-cô-la, mày làm bắp nướng của tụi tao dơ hết rồi, còn ăn cái gì nữa? Yên tâm đi, chỉ cần hiểu bí quyết của Chu gia chúng ta, công phu đang xem hoán đổi tăng hương vị gấp bội, cho dù thức ăn gì cũng biến thành ngon hết. Thật sao? Công phu tăng hương vị gấp bội rất đơn giản, chính là mọi người cùng nhau chia thức ăn. Bố ăn của con ăn của bố. Cũng giống như ngồi trên xe công cộng xem tờ báo của người khác, hết sức sảng khoái. Cùng chia sẻ đồ chơi với bạn sẽ vô cùng thú vị. Mọi người cùng nhau nướng bắp sẽ vô cùng thơm. Hiểu chưa? Bố thật là lợi hại. Thất tử, cậu cũng thử đi. Điều đó là đương nhiên rồi. Bạn nhỏ Chu Tiểu Khuyển, bây giờ bố sẽ truyền công phu lại cho con. Cậu cũng muốn nữa sao, Tiểu Thất? Sô-cô-la, mày cũng muốn ăn hả? Ngon, ngon lắm. Trời ơi, số 88, ngươi đang làm gì vậy hả? Lão tiên sinh, ông tìm ai? Nơi này là đâu vậy? Lần này thậm chí ta mà cũng không nhận ra nữa sao? Ta là hội trưởng hiệp hội bảo vệ hành tinh. Ngươi là đầu bếp của hiệp hội, phụ trách việc nấu ăn cho chúng ta. Thật sao? Làm sao ông biết những việc này? Trước đây ngươi là đặc cảnh tinh anh, danh tiếng khắp vũ trụ. Đáng tiếc, trong một lần thực hiện nhiệm vụ khó khăn đã bị kẻ địch tấn công. Bởi vì não chấn động mắc phải một bệnh cực kỳ hiếm gặp, di chứng phế trị đột nhiên xuất hiện gây ra bệnh lý mất ký ức ngắn hạn, gọi tắt là đoạn phí. Sau lần đó, ngươi không còn cách nào tiếp tục thi hành nhiệm vụ. Sau đó ta đã thu nhận ngươi ở lại đây làm đầu bếp. Thì ra là ân công. Ân công đại nhân, đại ân đại đức suốt đời không quên. Còn dám nói không quên. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, nhất định phải đeo khẩu trang khi nấu ăn. Nếu không, một khi ngươi ngửi thấy mùi có tính kích thích thì có thể hắt hơi làm rung động não bộ. Sau đó sẽ khiến cho căn bệnh cực kỳ hiếm thấy, di chứng phế dị đột nhiên xuất hiện gây ra bệnh lý mất ký ức ngắn hạn, gọi tắt là đoạn phiến. Thì ra là như vậy, tôi đã hiểu rồi. Sao dở quá vậy? Làm khó mọi người rồi, tôi nhất định sẽ tìm cơ hội bù đắp lại. Hội trưởng,
Nhiệm vụ lần này hãy phái người trẻ tuổi nhất số 88 đi đi ạ. Chuyện này... Được rồi, số 88, bây giờ ngươi hãy đi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ trái đất. Đây là cơ hội tốt cho ngươi trổ tài đó. Giả lại, có thể tiện đường tới trái đất gặp bác sĩ. Cảm ơn trời đất. Nhưng mà tôi không thể tiếp tục nấu ăn cho mọi người được nữa. Vậy thì không tốt lắm. Bảo vệ trái đất cho tốt mới là quan trọng nhất. Số 88, bây giờ ngươi chính là đội trưởng đội bảo vệ trái đất. Số 88, hãy nhớ, tuyệt đối không được hắt xì hơi. Nếu không, thì ngươi sẽ lại bị đoạn tiếng đó. Ân công yên tâm, cho dù có khó khăn cách mấy, tôi cũng sẽ đối diện với nó, hoàn thành nhiệm vụ. Phải rồi. Ngươi hãy giữ lấy cái này, cẩm nang trí tuệ mà hội trưởng sáng lập mãi dưới đã truyền lại. Đến lúc nguy cấp mới được mở ra xem. Đã nhận. Tiểu Hoàng, cậu có biết ngày hôm nay quay lại trường học để làm gì không? Không biết nữa. Có phải là đảng thác đầu gọi các cậu hôm nay nhất định phải đến trường không? Phải đó. Mình cũng vậy. Đảng thác đầu cũng nói như vậy với mình. Kỳ lạ. Kỳ lạ cái gì? Đảng thác đầu nhắc nhở mỗi người chúng ta đến trường, nhưng bản thân cậu ấy lại trốn học. Đúng đó, đảng thác đầu lại không đến. Cậu ấy đi đâu nhỉ? Các bạn học sinh, hôm nay là ngày tên lửa dân dụng phóng lên không trung. Lát nữa sẽ được phát trực tiếp trên truyền thông cả nước, cho nên mới gọi các bạn đến đây cùng nhau quan sát. Ngưỡng mộ quá, tốt quá. Có gì để xem đâu chứ, cũng đã phóng lên rất nhiều lần rồi mà. Yên lặng. Cái này nhìn quen quá. Lẽ nào... Đảng tiên sinh, bạn nhỏ đảng thất đầu, về việc có thể trở thành người dân thường đầu tiên được đặt chân lên vũ trụ, hai người có cảm tưởng gì có thể chia sẻ với khán giả truyền hình cả nước không? Thảo nào dặn đi dặn lại cả ngàn lần, nàng nghĩ chúng ta đến trường, thì ra là muốn chúng ta đến xem cậu ta chơi trội. Mình cũng muốn được bay lên không trung. Thất tử, cậu hãy biến ra một cái tên lửa đi. Tất cả yên lặng nào. Tôi không tiếc chi tốn một khoản tiền lớn để chế tạo ra đại đảng đảng số 1. Chính là muốn thể nghiệm sự hưởng thụ một cách tự do nhất. Các bạn biết rồi đó, bình thường ngồi máy bay bắt buộc phải ngồi vào chỗ mà không được phép đi đâu hết. Muốn đi dạo một vòng cũng không được. Đã không đeo dây an toàn lại còn cãi nhau với tiếp viên hàng không. Nhưng phóng tên lửa lên không trung thì lại khác. Có thể tự do tự tại, có thể bay nhảy khắp nơi. Mọi người biết không, nơi này chỉ có hai cha con chúng tôi, không có người nào khác, không có tiếp viên hàng không, thậm chí không có cơ trưởng. Bố à, chưa cất cánh mà đã hôi thế này rồi. Lát nữa còn phải vượt qua tầng ozone, chẳng phải là hôi càng thêm hôi sao? Đó là tôi vừa đánh rắm đó, một lát nữa sẽ ổn thôi. Theo như báo cáo của phóng viên, ông Đảng đã đánh rắm trong khoang máy. Rốt cuộc là cái đánh rắm này có thể nào ngăn cản việc cất cánh không? Bây giờ chúng ta hãy xem số liệu. Đó là gì vậy? Lẽ nào là vật thể bay không xác định? Cái thứ mạo muội này ở đâu ra vậy? Dám phá đám việc phóng tên lửa lên không trung của ta. Bố à, hãy cho bọn họ biết sự lợi hại của họ đảng chúng ta đi. Được, dám xem ta, một nhà khoa học mạnh nhất trái đất không ra gì. Ta sẽ cho người thấy phát minh vĩ đại nhất của nhà họ đảng chúng ta. Cơm cuộn trứng. Cho người nếm thử sự lợi hại của khoa học kỹ thuật của con người. Súng bắn bánh kem điềm điềm.
đao cắt trái cây điềm điềm. Cắt, cắt, cắt. Ta nói cắt, ngươi nói thua. Cắt, cắt, cắt. Thua, thua, thua. Toàn quân bị tiêu diệt rồi. Vẫn còn một chiếc. Chúng ta vẫn chưa thua. Lên nào. Rút lui. Bố ơi. Lại nữa rồi. Mẹ, vừa nãy mẹ có xem TV không? Buổi phóng tên lửa của nhà họ Đảng xuất hiện một người máy cực lớn. Còn có một trận đại chiến trên không trung nữa. Họ Đảng bị đánh thua không còn manh giáp. Thất tử, cậu cũng là từ bên ngoài vũ trụ đến. Người ngoài hành tinh vừa nãy nhìn thấy trên TV, cậu có biết không? Hắn ta cười lên xem ra kỳ lạ lắm. Lẽ nào người ngoài hành tinh lớn lên đều kỳ quá như vậy sao? Thất tử, sau này cậu lớn lên có khi nào cũng biến thành như vậy không? Cậu không giống bọn họ. Tuy rằng cậu lớn lên kỳ lạ nhưng lại rất đáng yêu. Người ngoài hành tinh kỳ quái đến tấn công trái đất đây. Đội bảo vệ trái đất không có gì đáng sợ. Cứ việc xông lên đi. Thứ vừa bay ngang qua lúc nãy có phải là phi thuyền vũ trụ phải không? Con muốn là người đầu tiên phát hiện ra người ngoài hành tinh không? Đi nào thất tử, người ngoài hành tinh đang đợi chúng ta đó. Chạy nhanh, cứu mạng. Người trái đất đúng là thật thú vị. Để ta chơi đùa với các ngươi một chút nào. Chạy nhanh lên. Thơm quá. Các bạn trái đất, đây đều là những sản phẩm của tập đoàn thức ăn vũ trụ Kim Bảo Bảo ta. Tất cả đều cho các ngươi. Đừng sợ, ta đến trái đất để tặng quà. Tất cả đều miễn phí. Tốt như vậy à? Ngon quá. Ngon quá. Người trái đất đáng yêu. Thích hả? Ăn nhiều vào một chút. Người ngoài hành tinh, xin hỏi ngài từ xa đến chỉ để tặng quà thôi sao? Không, đồ ăn chỉ là quà ra mắt thôi. Nếu như các ngươi thích những món đồ ăn vũ trụ này, ta có thể cử người giao đến mỗi ngày. Là ông trùm thực phẩm hành tinh. Đây là trách nhiệm Kim Bảo Bảo ta, không thể từ chối. Ngài thật sự có thể giao đến mỗi ngày sao? Đương nhiên. Ta có một máy cung ứng thức ăn vô hạn, có thể chế tạo các loại thực phẩm khác nhau, có thể khiến cho các người mãi mãi không phải lo cái ăn cái uống. Bây giờ ta sẽ công khai chiêu mộ một người hợp tác vừa tin cậy vừa có thực lực. Giao thiết bị này cho người đó.
máy cung ứng thực phẩm vô hạn. Đúng đúng đúng. Nếu muốn thì hãy tung hô tên của ta đi. Kim Bảo Bảo, Kim Bảo Bảo. Kỳ lạ, sách ghi chép về trái đất rõ ràng viết là trái đất rất đẹp mà. Nhưng mà dù cho thế nào, ta cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà hội trưởng giao cho ta, ngăn cản âm mưu của Kim Bảo Bảo. Phải rồi, bước thứ nhất của nhiệm vụ trước tiên là liên hệ với người trái đất. Các người là ai? Người này thật kỳ lạ, hình như phong cách không giống chúng ta. Các người thì hiểu cái gì? Đây là máy biến đổi hình dạng kỹ thuật cao của vũ trụ. Thất tử, lại có thêm người ngoài hành tinh đến nữa. Đó có phải là đồ diêu hành vũ trụ thật sự không? Hay quá. Đương nhiên là thật rồi. Có gì mà kỳ lạ chứ? Thất tử, là du thuyền không gian này. Người trái đất. Các người là người trái đất à? Đúng, tôi là người trái đất. Họ Chu, tên Tiểu Khuyển. Bây giờ tôi đại diện cho người trái đất, bày tỏ sự hoan nghênh nhiệt liệt dành cho người ngoài hành tinh. Cậu ấy là người anh em, kim người cộng tác tốt nhất của tôi, Trường Giang số 7, biệt danh Thất Tử. Người trái đất. Cậu là người trái đất à? Cái trái cầu nhỏ màu vàng này hình như đã gặp qua ở đâu rồi. Hành động rất thuận lợi. Sau khi hạ cánh liền gặp ngay người trái đất. Số 88 quyết định. Người ngoài hành tinh, anh tên gì vậy? Ta là đội trưởng đội bảo vệ trái đất số 88. Đây là món quà gặp mặt ta tặng cho các ngươi. Có bánh kem ăn rồi. Một chút lòng thành. Đây là do chính tay ta làm. Xin mời thưởng thức. Quá tốt. Nhưng mà có một điều kiện. Ăn bánh kem xong thì hãy gia nhập đội bảo vệ trái đất, hỗ trợ đội trưởng này thi hành nhiệm vụ bảo vệ trái đất. Ngoài bánh kem ra, thành viên còn có thể nhận miễn phí quy chương được chế tạo đặc biệt. Đây là sản phẩm bán với số lượng có hạn, muốn mua cũng không mua được đâu. Thế tử, thì ra thật sự là có đội bảo vệ trái đất. Tuyệt quá. Nhanh như vậy đã thu nhận được hai hội viên mới rồi. Nói chung sự việc cũng có một khởi đầu tốt. Nhưng mà mình không thể tự mãn, nhất định phải tiếp tục cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ đầu tiên hoàn thành, vì hiệp hội đã thu nhận thành công hai hội viên mới. Khó ăn quá. Sao có thể chứ? Là các người không biết phân biệt đó. Không, tôi chắc chắn từ lúc sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên ăn phải một món dở tệ thế này. Các người như vậy thật là làm quá rồi. Tuyệt đối không có. Không tin thì anh tự mình thử xem. Tôi mới không tin. Rõ ràng đội trưởng, anh không sao chứ? Máy biến hình vũ trụ của tôi. Đội trưởng, anh.
Đội trưởng, cậu xem. Cậu xem, đây chính là thành phố của chúng tôi. Hình như là ngon lắm. Tiểu tử thối, phá đám chuyện buôn bán của bọn tao à. Cút, cút. Trái đất thật sự thay đổi nhiều quá. Nếu như hội trưởng Mã chưa biết, chắc sẽ giật cả mình mất. Đói bụng quá. Tụi mình cũng vậy. Lại đến rồi, lại đến rồi. Người trái đất ngu xuẩn, cứ việc ăn đi. Ăn thôi, thì ra có thức ăn vũ trụ thất tử, nhanh lên nào. Mang về nhiều một chút cho bố nào. Thất tử, cầm lấy. Đại Điềm Điềm, lập tức nói cho ta biết trái cầu nhỏ màu vàng đó rốt cuộc là thứ kỳ quái gì vậy? Thật không ngờ lại có một sinh vật có một năng lượng vô hạn hiếm có nhất trong vũ trụ, vậy mà lại ẩn thân ở trái đất. Có được năng lượng vô hạn này, năng lực sản xuất của tập đoàn thực phẩm Kim Bảo Bảo ta nhất định có thể tăng lên gấp trăm ngàn lần. Đến lúc đó ta có thể độc chiếm thị trường thực phẩm của cả hành tinh rồi. Đại Điềm Điềm, lập tức xuất phát. Bằng mọi giá hãy cướp nó đem về đây cho ta. Đủ ăn một năm rồi. Kim Bảo Bảo, không ăn được. Lãng phí quá vậy. Thật không ngờ kẻ địch đã đến trái đất rồi. Kẻ địch. Đây là gì vậy? Tử, mục tiêu của thứ kỳ lạ này là cậu đó. Tụi mình sẽ yểm hộ cậu, mau chạy đi. Đội trưởng, chúng ta hãy chia ra hai hướng yểm hộ cho thất tử. Được. Một bó bông cải. Còn thiếu hai hào nữa.
tử, cẩn thận. Không phải lo, mình không sao. Thất tử, là thành viên đội bảo vệ trái đất, không nên chùn bước. Chúng ta hãy cùng nhau liên thủ đánh bại hắn. Kim Bảo Bảo, tại sao ngươi lại muốn bắt thất tử? Vì sao à? Bởi vì ta muốn. Ngươi, Kim Bảo Bảo ta không có gì là không lấy được. Thất tử, dòng trắng lửa vô địch siêu cấp số 7. Đã biết sự lợi hại của chúng tôi chưa? Thêm sức vào nữa sẽ thổi bay đống sắt dụng to lớn nhà ngươi. Gió lốc điềm điềm. Chỉ dựa vào các ngươi mà cũng muốn chống lại đại điềm điềm mạnh nhất vũ trụ sao? Hãy bó tay chịu trói đi. Việc đến nước này chỉ còn sức tuyệt chiêu cuối cùng ra thôi. Xem ta đây, đến hùng hục đi chảy xiết, bồn cầu vượt thời gian không gian. Cho ngươi này, bông cải, làm ta tức chết mất. Ta nhất định sẽ bắt được các ngươi. Thất tử, bồn cầu vượt thời gian không gian của cậu tuy rằng lợi hại, nhưng lần sau đừng có tới bắt cực nữa, có được không? Đội trưởng, chúng ta rút lui trước. Kim Bảo Bảo và con trâu sắt của hắn rất lợi hại. Đúng đó, thất tử đang gặp nguy hiểm. Đội trưởng, hãy mong nghĩ cách đi. Đội trưởng, thành viên đội bảo vệ trái đất nghe lệnh. Có. Chúng ta lập tức quay về trung tâm chỉ huy và ra kế hoạch tác chiến. Rõ, đội trưởng. Bố ơi, chúng con về rồi. Bố, đó là đồ ăn của kẻ địch gian ác, không được ăn. Ngươi là ai? Xin chào. Chu Tiểu Khuyển. Cả quá trình sự việc là như thế này. Có một tên khốn ngoài vũ trụ muốn bắt thất tử, giả lại còn muốn tiêu diệt trái đất. Bọn họ cho những đồ ăn vũ trụ là muốn mua chuộc người trái đất, không có được thiện cảm của chúng ta.
Hiệp hội bảo vệ hành tinh đã phái đội trưởng đội bảo vệ trái đất đến cứu chúng ta. Con là thành viên số 1, thất tử là số 2. Bố, bố là số 3. Bố à, gia đình chúng ta rất vinh hạnh được trưng dụng làm trung tâm chỉ huy tác chiến lâm thời. Bây giờ sự an nguy của trái đất dựa vào chúng ta rồi. Bố à, bố có hiểu chưa? Không hiểu. Là như thế này. Hay là mời đội trưởng đích thân giải thích cho bố nghe. Là như vậy. Cái tên khốn ngoài vũ trụ đến phá hoại địa cầu tên là Kim Bảo Bảo. Tôi đến đây để đối phó với hắn ta. Tôi là đội trưởng đội bảo vệ trái đất số 88. Số 88 à? Việc ông phụ trách rất đơn giản, chính là cho tôi ở lại đây, trợ giúp hết mình cho tôi. Những việc khác ông không cần biết. Đã hiểu chưa? Hình như hiểu rồi. Bố, vậy thì chúng ta hãy lập tức dạy ra kế hoạch tác chiến đi. Ăn cơm trước đã rồi hãy nói. Thực ra, đội trưởng này còn có một chức danh khác, đó là đầu bếp. Đã muốn trưng dụng nơi này làm trung tâm tác chiến lâm thời, tôi phải đích thân xuống bếp nấu ăn cho mọi người xem như là để báo đáp. Hay quá, đội trưởng thật lợi hại. Được rồi, để bố nếm thử trước xem sao. Bố ơi, bố ơi, bố không sao chứ? Thất tử. Có lẽ mình lại bị đoạn phiến nữa rồi, cho nhầm gia vị rồi. Thật ra, gia đình họ Chu chúng tôi có một bí quyết, chính là công phu đan xen hoán đổi tăng hương vị gấp bội. Những đồ khó ăn cũng có thể có cảm giác ấm áp khi ăn. Chính là như người trong nhà, những người bạn tốt, cùng nhau ăn, cùng nhau chia sẻ. Đúng là siêu khó ăn luôn đó. Nhưng mà không biết sao lại không thể cầm được nước mắt, cảm giác rất đặc biệt. Đây chính là mùi vị của tình bạn, cho nên cậu ăn vào mới thấy cảm động đó. Đội trưởng ta đã dặn ra kế hoạch tác chiến đối phó với tên Kim Bảo Bảo rồi. Các người nhất định phải lợi dụng tốc độ. Tốc độ. Thank you.
Tổng tài Kim Bảo Bảo rất hân hạnh có thể hợp tác cùng ngài chế tạo máy cung ứng thực phẩm vô hạn này. Nơi này không nhầm đó chứ? Không thể nhầm được. Tôi căn cứ theo tư liệu của ngài đã tìm được nơi này. Ngài xem, kiểm tra chất lượng của đất trồng, hàm lượng nước, tất cả đều phù hợp với yêu cầu của ngài. Vẫn còn, đây là nơi yếu nhất trên toàn bộ lớp vỏ trái đất. Chỉ cần va chạm trực tiếp, trái đất trong chớp mắt sẽ nổ tung ra. Như vậy, tài nguyên thức ăn quý giá nhất hành tinh sẽ rơi vào tay ta. Ta có thể thống trị thị trường thực phẩm vũ trụ. Cái gì? Nổ tung trái đất, lấy tài nguyên thức ăn. Người nói đúng rồi đó. Đại Điềm Điềm, ra tay đi. Đại Đêm Đêm, chúng ta đi. Chúng ta đã làm ra những chuyện gì rồi? Đội bảo vệ lập tức xuất phát. Béo phệ rồi. Có tệ hơn nữa cũng không ngăn được quyết tâm bảo vệ trái đất của ta đâu. Nhân chi sơ, tính bổn thiện. Hôm nay tôi chưa ăn cơm. Đốt lửa, thêm carbon. Tôi thích món thịt dê xiên nhất. Cú gia chạm làm cho não bộ bị hỏng mất rồi. Gặp người đứng đắn 100 đồng cũng không đưa tôi. Tỉnh lại đi đội trưởng. Tỉnh dậy, tỉnh dậy đi. Nếu như muốn khôi phục lại tình trạng bình thường cho đội trưởng, nhất định phải trải qua một cơn hoảng sợ cực lớn, kích thích đến đại não với mức độ lớn nhất mới được. Đội trưởng, cậu có nghe qua trò chơi xe qua núi chưa? Đây là trò chơi mà những đứa trẻ trái đất vừa thích lại vừa sợ. Nhập gia tùy tục. Cậu đã đến rồi thì nhất định phải thử. Tất tử, lên. Bố ơi, đội trưởng, cậu ấy không sao chứ? Hãy để cậu ta ngủ một giấc, ngày mai là có thể tỉnh dậy rồi. Chắc chắn là như vậy. Bố ơi, đội trưởng còn có thể bảo vệ trái đất không? Mình đang ở đâu vậy? Sao mình không nhớ ra chút nào hết? Lẽ nào đây là căn cứ của kẻ địch? Phải đi nhanh lên mới được.
Những người lúc nãy không biết là ai. Bọn họ... Nhà họ Chu chúng tôi có một bí quyết, chính là công phu đang xem hoán đổi tăng hương vị gấp bội. Chính là như người trong nhà, những người bạn tốt cùng nhau ăn, cùng nhau chia sẻ. Là thịt nướng. Thịt nướng của tôi. Bố à, không thấy đội trưởng đâu nữa rồi. Không hay rồi, không hay rồi. Khi mà bao đã tạo ra một cái đèn pin to cỡ tòa nhà cao 100 tầng, nó là muốn làm nổi tung trái đất, lấy cái gì mà tài nguyên thức ăn, làm sao đây? Chúng ta đi đời rồi. Không được. Mau đi tìm cho ra đội trưởng. Đội trưởng, trong bồn cầu có không? Không có, tìm một lần nữa đi. Đội trưởng đúng là quá đáng thật, đã bỏ lại chúng ta mà đi. Người ngoài hành tinh thật không đáng tin. Hai con làm sao vậy? Các con hiểu lầm đội trưởng rồi. Sao đội trưởng có thể bỏ rơi thành viên mà không thèm quan tâm chứ? Có thể cậu ta đã đi đến nơi khác rồi, đi tìm cách giải quyết. Các con nhất định phải tin tưởng đội trưởng, có biết không? Chúng ta là ai? Chúng ta là thành viên đội bảo vệ trái đất. Mặc dù đội trưởng không có ở đây, chúng ta cũng sẽ bảo vệ trái đất. Chúng ta phải ở trong tình huống không có sự lãnh đạo của đội trưởng, chỉ dựa vào hai tay hai chân của bản thân để bảo vệ trái đất. Nếu như để cơ quan đầu não của hành tinh biết, như vậy thì quá lợi hại rồi. Có thể nào lớn hơn một chút không? Không sao, mình sẽ làm nó biến mất là được rồi. Các con nhìn bầu trời kìa, đó là thứ gì vậy? Đại điềm điềm biến lớn lên. Xoay người 360 độ. Ta biết các người sẽ tự dẫn xác đến mà. Dừng lại, Kim Bảo Bảo. Tại sao ngươi muốn tiêu diệt trái đất của chúng tôi? Chính vì tên khốn nhà ngươi, có biết bao nhiêu người trên trái đất, biết bao động vật, biết bao hoa cỏ đều bị tiêu diệt. Thật không biết gì. Ta không cho nổ tung trái đất, làm sao có thể lấy được tài nguyên thức ăn quý giá? Trừ phi ngươi giao cái trái cầu nhỏ màu vàng của ngươi ra. Một lời đã định. Ngươi cầm lấy này. Ngươi
dám đùa giỡn với ta. Đại Điềm Điềm, đưa ta lên nào. Đáng ghét. Dòng gió xoáy Điềm Điềm. Thất tử, nhanh lên. Thất tử, nhanh lên. Thất tử. Thất tử. Thất tử. Thất tử là của ta rồi. Cuối cùng cũng có được rồi. Thứ quý giá nhất vũ trụ. Năng lượng kỳ lạ. Giàu có nhất vũ trụ. Tình khốn kiếp. Trả thất tử lại cho ta. Chính là ta. Thả thất tử ra. Thất tử, cậu có nghe thấy không? Thất tử. Thất tử, tỉnh dậy đi. Thả thất tử ra. Các người, tạm biệt. Thất tử. Thất tử. Thất tử. Mình vô dụng quá. Ngay cả người bạn tốt nhất cũng không bảo vệ được. Thất tử. Đây là thứ gì vậy? Đây, chuyện gì vậy? Thất tử, thất tử. Đội trưởng. Tiểu Khuyển, đừng lo lắng. Tôi đã về rồi. Bây giờ đến lượt chúng ta phản công rồi. Để tôi giới thiệu. Bọn họ là Nhẫn Nhẫn, Diệu Diệu, Hoa Tử, Tiểu Lục, Tiểu Lôi, Hỏa Hỏa, còn có Tiểu Cá. Mấy người bọn họ đều là những thành viên mới của đội bảo vệ trái đất. Thất tử. Thất tử, cậu không sao rồi. Tốt quá rồi, cảm ơn. Cảm ơn các cậu. Phải cảm ơn chúng tôi mới đúng. Cậu chính là thành viên mới. Đúng, cháu là Chu Tiểu Khuyển số 1, cậu ấy là số 2, thất tử. Còn có bố là số 3. Ai là số 3? Tôi xin giới thiệu, tôi là hội trưởng Hiệp hội Bảo vệ Hành tinh. Ông ấy là trưởng lão gầy. Đây là trưởng lão mập. Mấy người nhỏ bé này vô dụng. Mấy thứ đáng ghét. Đại Điềm Điềm, bắt hết bọn chúng cho ta.
đặc biệt là không được bỏ sót cái trái cầu nhỏ màu vàng đó với cái tên đầu hạt dẻ kia. Lửa thiêu điềm điềm. Mọi người cẩn thận. Râu hẹ có thể trói ta sao? Đúng là không chấm được ai trong cái lũ đồ chơi có lông tơ này. Ta lại không nghĩ cả một bầy chó ngoài hành tinh đều lại tập hợp một lần thế này. Nó không chừng còn có thể kêu gọi rồng thần. Đầu hạt dẻ, ta rất nhớ dáng vẻ ngu ngốc của ngươi trước đây. Các người tự ai nấy đánh, không đoàn kết gì cả, làm sao có thể thành công? Một sợi tơ không thể thành dây, một cái cây không thể thành rừng. Không có chiến thuật, cũng không có phối hợp, như vậy làm sao được? Chúng tôi sẽ phân công và hợp tác, đoàn kết một lòng. Như vậy nhất định sẽ chiến thắng tên Kim Bảo Bảo. Thông suốt rồi, thông suốt rồi. Đúng, đoàn kết một lòng. Quyết chiến đi, Kim Bảo Bảo. Các người đủ lắm rồi. Đại Điềm Điềm, Tiểu Lục tính toán tuyệt mật. Cố lên, cho nó biết tay đi. Nhẫn nhẫn, bão táp cát bay. Tiểu Lôi, sấm sét màu tím. Tiểu Cá, cá quýt vàng đập vào. Lại nữa rồi. Hoa tử, dây leo quấn quanh. Đại Điềm Điềm, đứng dậy, đứng dậy đi. Dịu Dịu, bão tuyết hồng phấn.
Hỏa hỏa, ngọn lửa nhiệt độ cao. Nóng quá. Rất xuất sắc. Xem ta đây. Súng bắn bơ thần bếp. Đáng ghét. Các người ở đâu? Ra đây cho ta. Ra đây. Kim Bảo Bảo, cho người nắm sức mạnh đoàn kết một lòng. Siêu vô địch của bọn ta. Sóng xung kích tạm biệt. Tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một. Ngươi đã bị bắt rồi. Đã thấy sự lợi hại của đội bảo vệ trái đất chưa? Kim Bảo Bảo, ngươi trở về phải đọc sách cho tốt. Không được trộm, không được cướp. Lớn lên là một người có ích cho xã hội. Ngươi thấy đó, người nhà và những người bạn của chúng tôi mạnh hơn nhiều. Trái đất nguy hiểm lắm đó. Ngươi hãy mau quay về đi. Cho hỏi, chuyến tàu có trễ giờ không? Không có, đến đúng giờ. Thật nực cười. Kim Bảo Bảo ta mới là mạnh nhất vũ trụ. Chỉ có các ngươi là những sinh vật nhỏ bé yếu ớt mới phải cần đến người nhà và những người bạn. Đợi đấy. Một khi quả bom nổ hành tinh của ta đến đây, ngươi và những người nhà, người bạn thân thiết của ngươi đều sẽ tan thành mây khói. Liên minh của bọn ngươi và cái trái đất làm người ta chán ghét kia sẽ cùng nhau biến mất trong vũ trụ này. Đội trưởng làm sao đây? Quả bom nổ đã đến rồi. Các ngươi hãy mở to mắt xem trái đất bị nổ thành hai mảnh đi. Mẹ à, đó là gì vậy? Đi thôi, mau về nhà thôi. Đội trưởng, hãy mau nghĩ cách đi. Có rồi. Là cổng năng trí tuệ mà mãi trước đã truyền lại. Những hình ảnh hành tinh bằng đám mây này là do hội trưởng sáng lập mãi dưới đã vẽ ra. Điều nhảy múa trong ảnh cũng là ông ấy đã ghi chép lại trong sách kiến thức về trái đất. Những động tác này có thể làm cho năng lượng tập trung lại, từ đó kích thích tiềm năng của những sinh vật mạnh nhất trong vũ trụ. Người nhảy múa càng nhiều sẽ sản sinh ra năng lượng càng lớn. Đây chính là vũ khí bí mật mà mãi dứa truyền lại cho chúng ta. Cho nên hãy nhảy múa đi nào. Thế giới kỳ diệu ẩn chứa rất nhiều bí mật. Bạn phải tự mình tìm ra đáp án. Mỗi ngày có rất nhiều ước mơ bay lên bầu trời cao dời dợi, còn đẹp hơn cả pháo hoa.
thế giới diệu kỳ từ trong tối tăm phát ra tia sáng, cho chúng ta tìm ra phương hướng. Trường Giang số 7, cậu khiến cho tim tôi mọc thêm đôi cánh. Mỗi ngày của tôi đều tràn ngập ánh sáng, tràn đầy sức mạnh. Tất cả chúng tôi yêu cậu. Tất cả chúng tôi yêu cậu. Thất tử lợi hại quá. Thất tử lợi hại thật. Cố lên thất tử. Hình như vẫn chưa đủ năng lượng. Hãy cùng tôi nhảy nào. Hãy cùng nhau cười vui vẻ. Chỗ tay tập hợp năng lượng của niềm vui. Đặng Khắc Đầu, không phải cậu có một ông bố dạng năng sao? Mau nghĩ cách đi. Cùng nhau trở nên mạnh mẽ. Bố ơi, đây là cách cứu lấy trái đất. Bố hãy truyền video này ra ngoài đi. Cùng nhau bay đến phương trời xa. Được, sử dụng tất cả nguồn tài nguyên, phát đoạn video này đến toàn cầu. Trường Giang số 7 thực hiện ước nguyện đẹp nhất của chúng ta. Hỡi đồng bào trên toàn cầu, để bảo vệ trái đất, hãy cùng nhau nhảy theo đường nhảy sau đây. Tay nắm lấy tay, hát vang bài hát chúng ta thích nhất. Đến xem đây này. Hay lắm. Tạo ra một kỳ tích, rồi lại kỳ tích. Toàn thân ánh vàng. Thế giới kỳ diệu ẩn chứa rất nhiều bí mật. Bạn phải tự mình tìm ra đáp án. Mỗi ngày có rất nhiều ước mơ bay lên bầu trời cao dời dợi, còn đẹp hơn cả pháo hoa. Thế giới diệu kỳ từ trong tối tăm phát ra tia sáng. Thất tử thật lợi hại. Thất tử cố lên. Cho chúng ta tìm ra phương hướng. Trường Giang số 7, cậu khiến cho tim tôi mọc thêm đôi cánh. Mỗi ngày của tôi đều tràn ngập ánh sáng, tràn đầy sức mạnh. Bố ơi, sô-cô-la sao vậy? Muốn nhảy hả? Đẹp lắm. Đương nhiên rồi, sô-cô-la cũng là thành viên của đội bảo vệ trái đất mà. Cuối cùng đã xuất hiện rồi. Kỳ tích ghi chép trong sử sách. Đó là gì vậy? Thất tử. Thất tử. Bây giờ, tôi đại diện cho Hiệp hội Bảo vệ Hành tinh trao tặng cho hai bạn nhỏ địa cầu dũng cảm đã tham gia bảo vệ trái đất huân chương vinh dự cao quý nhất.
nhằm tuyên dương họ trong sự kiện Kim Bảo Bảo lần này đã không sợ nguy hiểm, dám đứng ra hành động một cách anh dũng. Xem kìa, thật oai phong, ra dáng lắm. Tiểu Khuyển, Thất Tử, đội trưởng. Giỏi. Đội trưởng, cậu với trước đây đúng là hai người khác biệt. Tôi biết rồi, nhất định là cách trị liệu xe qua núi của tôi đã phát huy tác dụng. Tôi đúng là hoa đạt cái thế. Vậy mới lạ. Mọi người nói cách chữa bệnh đó có tốt không? Tôi không bị thương thêm lần nữa là tốt rồi. Thật ra hôm đó tôi đã lái phi thuyền rời khỏi trái đất. Tại sao mình lại vô dụng và hèn nhát thế này? Mình phải quay trở lại cứu bọn họ. Bất quá thì cùng nhau chạy trốn. Mình nhất định phải bảo vệ trái đất, bảo vệ những người bạn của mình. Cho dù có hy sinh mình cũng không sợ. Ai biết được cú va đập này lại làm tôi tốt hơn. Là đội trưởng đội bảo vệ trái đất, đương nhiên phải kề da sát cánh cùng thành viên của mình tác chiến rồi. Nhờ vào kinh nghiệm thực chiến nhiều năm của mình, cùng với khứu giác chuyên nghiệp nhạy bén, mình đã nhớ ra ba chữ dùng chiến thuật là quân cứu diện. Đội trưởng, sao cậu lại biến thành phong cách không giống bọn tôi nữa vậy? Mọi người không cảm thấy tôi thế này rất đẹp trai sao? Mình cảm thấy cậu của lúc trước khi biến hình có sức hấp dẫn hơn. Số 88, làm sao đưa Đại Điềm Điềm lên đây? Lên không nổi cũng phải lên, vẫn còn một người nữa. Đội trưởng, cái bánh kem này là chúng tôi làm cho cậu, mau thử đi. Cảm ơn mọi người. Siêu khó ăn luôn đó, nhưng mà vẫn là cảm thấy ấm áp. Cảm giác ấm áp này có lẽ là hội trưởng Mã Chứa đã từng nói, chính là món ăn quý giá nhất của trái đất. Vậy cậu hãy ăn nhiều một chút đi. Huh?